đại từ bi nguyện xuất hiện trên thế gian. Cố phàm phu đắc giữ thánh nhân đồng cư, những vị tiểu thừa A-la-hán, những vị Phật, Bồ-Tát trong đại thừa ở cùng một chỗ với người phàm, chí thật thánh hồi thân. Những vị thánh giả tiểu thừa khi đã hết thọ mạng, chúng ta nói các ngài giảng sanh, quyền thánh cơ tận. Nói thật ra những vị Phật Bồ Tát đại quyền thị hiện chẳng nhập Niết Bàn. Thời gian các ngài trụ trong thế gian này dài hay ngắn, tùy thuộc chúng sanh ở nơi này có căn tánh đáng độ hay không. Nếu căn cơ của chúng sanh ở nơi này có thể độ, các ngài sẽ ở lâu hơn một chút. Nếu nơi này không có căn cơ để độ, các ngài sẽ rời đi. Căn cơ đáng độ là gì vậy? Tức là người có đủ sáu thức tính tâm, như Ngẫu Ích Đại Sư đã giảng trong sách Yếu Giải. Có thể cảm động chư Phật Bồ Tát đại quyền thị hiện trong thế gian này. Trong sáu thức tính tâm ấy, thứ nhất là tin vào chính mình, tin bổn tánh của chính mình vốn lành, tin bổn tánh của chính mình là Phật. Ta cũng vốn là Phật, phải tin tưởng điều này. Ta là vị Phật mê hoặc, chư Phật là những vị Phật rất gần với giác ngộ. Các ngài đã chứng đắc vị Phật viên mãn trong tự tánh. Ta phải tin tưởng các ngài. Các ngài tới giúp đỡ ta, thành tựu ta, chỉ dạy ta trở về tự tánh. Đấy là tính tha. Điều thứ nhất là tính tự. Điều thứ hai là tính tha. Thứ ba là tính sự. Thứ tư là tính lý, có sự có lý. Cuối cùng là tính nhân và tính quả. Đó là sáu thứ tính. Trọn đủ sáu thứ tính ấy, Phật Bồ Tát tự nhiên ứng hiện trong thế gian này. Các ngài phải giúp đỡ quý vị. Vì sau khi quý vị đã có sáu thứ tính ấy, cơ duyên quý vị đắc độ đã chín mùi. Nếu sáu thứ tính ấy chẳng trọn đủ, nói cách khác, trong một đời này quý vị chẳng thể vượt thoát lục đạo, chẳng thể vượt thoát mười pháp giới. Phật Bồ Tát tới nơi đây chủ yếu chẳng vì quý vị mà tới. Quý vị là kẻ kèm thêm. Nếu quý vị có phước báo ấy, sẽ được hưởng lây. Gieo một tí thiện căn,
chẳng phải vì độ quý vị mà các ngài xuất hiện. Nếu các ngài đến thế gian này, chắc chắn trong thế gian này có mấy người cơ duyên chín muồi? Tối thiểu là có một người. Trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Một người có căn cơ ấy, các ngài sẽ đến. Nếu hoàn toàn chẳng có ai, các ngài sẽ không tới. Phải hiểu đạo lý này. Vì sao có người thấy, có kẻ chẳng thấy? Do đời đời kiếp kiếp trong quá khứ có duyên học tập khác nhau.